Thì bên mình lại tiếp tục lên video giới thiệu thêm anh em một dòng sản phẩm dao đến từ thương hiệu Kai, một trong những gọi là thương hiệu cực kỳ nổi tiếng ở Nhật. Thì model em giới thiệu em là dòng model Kai, model là Aouji, dòng dao là dao chít, dao chuyên dành cho các đầu bếp, vì anh em có thể thái, lọc, băm rồi là gọt đều được. Hiện tại thì đúng được có 3 con anh em nhé. Đặc biệt em này thì sử dụng cái thép carbon 3 lớp, ở 2 lớp ngoài, 1 lớp thép khung gì và giữa là lưỡi carbon các bạn nhé. Nguyên khối luôn này, khâu thép inox đây, được tán chốt cực kỳ an toàn, gỗ thịt luôn, cầm đảm bảo đầm tay anh em nhé. Anh em có thể search cái mã này trực tiếp trên các cái trang thương mại, nếu mà giá chính hãng thì giá nó cũng không rẻ chút nào, tầm hơn 1 triệu thôi anh em nhé, tầm 1,4-1,5 triệu, vì dao là dao dành cho các đầu bếp chuyên dụng, anh em dùng gia đình vẫn là được. Hình thức thì nó đẹp tầm 85-90%, đây là hàng lướt, nó đã qua sử dụng nhưng mà nó còn rất là đẹp anh em nhé, qua những các sản phẩm hàng trưng bày của hãng này. Hàng này thì nó về không được nhiều. Cái dòng Saiki này thì nó có rất nhiều các model. Model giả tiền như Watanabe này, xong rồi cao cao là Akale này, Soso, Benfuji này, Aofuji này. Thì mỗi cái model nó sẽ có một cái chức năng sử dụng khác nhau. Dòng này là dòng chuyết, dòng đầu bếp anh em nhé. Trọng lượng của nó thì khoảng tầm 1,6 lạng anh em này. Và tổng chiều dài của dao, nó dài tầm 33 cm các bạn nhé. Nó tầm chính xác là tầm 31 và phần lưỡi là 18 và độ dày tầm 4,1 anh em nhé. Độ rộng của lưỡi này, chung là thiết kế hoàn hảo để anh em sử dụng cho các đầu bếp. Rất đẹp, con nào cũng hình thức đẹp là 85-90%, cầm cực kỳ là đầm tay chắc chắn luôn. Dòng này thì em ít về dòng 3 lớp mình lắm. Seki Magoku này, thép stainless 2 carbon này. Đấy, model sản phẩm là Aofuji. Thì cái dòng Kai nó rất nhiều cái dòng mã để anh em trải nghiệm. Anh em cần alo số điện thoại 0979 665 264. Ok, xin chào anh em và những video sau.